Xác định mở rộng diện tích trồng cây ăn quả là một trong những hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế. Huyện Đắc Hà đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã trồng mới gần 85 hecta cây ăn quả, nâng tổng số diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện đạt hơn 2.000 hecta. Để phát huy tiềm năng lợi thế, huyện định hướng xây dựng các vùng chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, can quả theo chủ giá trị, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao gắn với xây dựng thương hiệu, sản phẩm ô cốp của địa phương. Đến nay, một số mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, tổ sản xuất tiêu thụ đã phát huy hiệu quả. Cùng với phát triển diện tích can quả, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Đắc Hà đã trồng mới gần 60 hectare cây mắc ca, nâng tổng số diện tích trồng mắc ca trên địa bàn lên hơn 380 hectare.